Xin mến chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với cây Photography sơ cấp nữa. Và trên tay của mình hiện giờ đang cầm cái bình xăng con của xe Dream nha. Đây là bình xăng con của xe Dream Thái, hàng tháo xe, mà tất cả những hàng bên mình bán đều là hàng tháo xe hết các bạn, rất là đẹp. Giờ bao xài cho các bạn nha, lên máy là nổ ngọt ngào luôn. Đó, hàng đẹp, tháo xe chưa vệ sinh còn rất là sạch nha. Anh em nào có muốn về xe Vin hoặc là bình xăng con của các bạn bị hư thì đưa em nó vô xài là bá cháy bộ chét luôn. Đây, rất là đẹp. Anh em có nhu cầu gắn xe Dream Thái thì các bạn có thể liên hệ với mình. Rồi, đợi ba chút nha. Rất là đẹp nha các bạn. Đây là bình xăng con Dream Thái. Những anh em nào có nhu cầu mua thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại phía trên. Phương thức mua hàng thì ai ở Sài Gòn qua trực tiếp bên shop để lấy, còn ở xa thì chuyển khoản bên mình ship bưu điện nha. Bưu điện giao tận nhà cho các bạn, chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha các bạn. Rồi, lưu ý những ai ở khu vực Sài Gòn qua trực tiếp bên shop của mình để lấy hàng. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Và nếu mà các bạn theo dõi kênh video phụ tùng riêng thì nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng riêng xe cấp hàng ngày nha. Xin cảm ơn tất cả các bạn.